Vì sao Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh bị khởi tố? Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố các bị can Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra các quyết định khởi tố các bị can Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Đồng thời, cơ quan này cũng thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Trước đó, Bộ Công an đã giao C01 điều tra xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Theo Bộ Công an, quá trình điều tra đến nay đã có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 4, C01 đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10 tháng 4, C01 thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Ghi nhận của báo chí lúc 17 giờ cùng ngày, nhiều xe cảnh sát và lực lượng chức năng đã có mặt tại trụ sở của tập đoàn Tân Hiệp Phát, số 219 Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lực lượng cảnh sát giao thông và bảo vệ dân phố của địa phương cũng có mặt để điều tiết phân luồng trước cổng trụ sở tập đoàn này. Trước đó, ngày 9 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố vụ án được căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích, cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Theo đơn tố cáo, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.